Cái đường này này là dành cho xe đạp nhé, nó có dấu hiệu này, ô tô không được đi vào đâu, chỉ có còn đường người đường đi bộ. That is quiet street and it's a quiet street, but you know, parking if you have a car. Buổi sáng sau một hồi đi xe ô tô, nói thật là đi xe ô tô ở New York, ở thành phố lớn đông đúc như kiểu Hà Nội ấy, thì nó cũng nhiều tắc đường, đi lại cũng vất vả lắm. Hơi một tí là đi vào cái đường một chiều ở kia là chết dở đấy, mà phải đi lòng vòng. Chung là đi lại bằng xe ô tô cũng không phải là quá tiện lợi ở nước đâu. Mọi người chỉ đi sang tàu điện ngầm hoặc là đi bộ hoặc là đi xe đạp với cái quãng đường ngắn thôi, chứ không phải ai cũng sở hữu ô tô. You know, owning and finding the parking lot in New York is not easy. It's very difficult. Where do you put the car here? Over there. Sáng nay, ông ấy tìm mãi mới có chỗ đỗ xe. Not too far away. Okay, luckily. Yeah. And almost the time, the sister put the bike, put her car on the lot like that. Yeah. Chị gái ô tô mà chẳng muốn đi nữa, mà đi làm bằng đường tàu điện ngầm thôi. Nếu mà đi ô tô phức tạp lắm, thậm chí là khéo còn chậm hơn là đi tàu điện ngầm. Nhà mình vẫn đang đi bộ xuống cái công viên ngay gần nhà với mẹ chồng mình đây. Nhà nếu không có con đường này thì mình lại có cảm giác đây là đi trong rừng đó. Ở quanh đây nhiều cái công viên nhỏ này lắm nhá. Nó là nhỏ nhưng mà đi bộ cũng mỏi chân ra phết đấy. Không hề nhỏ lắm đâu. Cảm giác như khu rừng giữa giữa thành phố. It's so nice to work in here. Why they keep my name? Because I'm so good. Oh, you bộ chúng này thích thật, mát. Chịu thật. Mùa nào đi bộ trong công viên cũng được. Chịu thật. Quanh đây rất nhiều sóc, chim chóc, bồ câu. Đặc biệt là bọn bồ câu nó còn bám lấy quanh người. Cái chỗ nào mà bán hàng, bán thức ăn, nó còn bao bu xung quanh được. Skewer. I saw skewer everywhere in the... Nhìn nó đen đen nó như vậy. Oh, the park is so large. Yeah. I think that there is some nice stadium. The grass, superb. The sunbed? No, I don't like it. Yes. Picnic. Play games. Lawn games. Mọi người còn ra đây làm tắm nắng nữa. Cho mình tiền thì không tắm nắng. You know, I never get a sunbed wherever I go. Yeah. Lúc mình vứt cái máy quay cho chồng mình quay tiếp thì chồng mình không đoán được cái ý định của mình là gì. Mình chỉ bảo là anh cứ quay đi, sau này em edit lại thì anh sẽ biết thôi. Đó là một trong lý do mà anh ấy luôn xem vlog để mỗi lần mình ra video, bởi vì có những lúc mình không nói trước là mình sẽ làm cái trò gì cả. Mà mục đích duy nhất của mình cực kỳ đơn giản là chạy nhảy tung tăng giữa một cái khung cảnh vô cùng đẹp và nên thơ như thế này. Bởi vì có bao giờ mình gặp được cái cảnh này ở Việt Nam đâu, cho nên mình đi được đến đâu mình hay chụp ảnh hoặc ghi hình lại làm kỷ niệm lắm. Chồng mình
mình biết cái sở thích này nên rất là chiều vợ luôn. Bởi vì những sở thích này lành mạnh mà, không ảnh hưởng đến hai mà cũng không gây hại gì cả. Toàn những kỷ niệm đẹp trong những chuyến du lịch, tại sao không ghi lại chứ? Kể cả nơi đấy không có nhiều quá cảnh đẹp thì cũng hãy tự tạo cho mình những thú vui nho nhỏ tại nơi đó. Mình đảm bảo là đi đến đâu thì cũng sẽ vui hết thôi. Du lịch ở một nơi nào, vui hay không vui đều là do bản thân mình cảm nhận hết. Vì vậy hãy vui vẻ đón nhận, có đúng không nào? Let's walk over here into the walking lane. No cars, bicycles. Ngắm nhìn khung cảnh ở đây thì bạn cũng sẽ đoán được trước đây nơi này là một khu rừng đúng không? Đúng là vậy. Nếu mà nhìn bản đồ của New York 100 năm trước thì mọi người sẽ thấy cây xanh phủ gần như là kín thành phố New York, kín luôn cả tiểu bang cơ. Nhưng mà kể từ khi người nhập cư đổ về đây ngày càng đông sinh sống thì rừng biến mất dần dần, nhường chỗ lại cho việc đô thị hóa và phá rừng để làm nơi đất ở. Dù vậy, người ta vẫn giữ lại những cái khu rừng lớn được cải tạo thành công viên để cho điều hòa lại không khí và giữ gìn môi trường trong sạch hơn. Ở New York, trong rừng cũng sẽ có những cái con đường được xây bằng phẳng. Mục đích là gì? Mọi người cũng có thể lái ô tô đi vào trong này để tổ chức các buổi picnic gì đó, hoặc là đi xuyên qua công viên. Hai nữa, nơi này trở thành nơi tập thể dục thoải mái cho người dân sinh sống gần đấy. Vì vậy mình mới thấy là cái nơi bố mẹ chồng mình sống cực kỳ lý tưởng, vừa gần bảo tàng, vừa gần trạm tàu điện ngầm, cũng gần công viên luôn, và cũng gần các siêu thị to nhỏ khác nhau nữa. Nói chung là một vị trí rất là đắc địa ở quận Brooklyn. Đây, gần trong công viên, gần chỗ cho mình sống, yên bình cho. Beautiful. I don't see the whole leaves surrounding you. Maybe another corner, another tree. Quanh đây không thấy nhiều người vô cư đâu. Chưa thấy cái đường này là dành cho xe đạp nhé. Nó có dấu hiệu này, ô tô không được đi vào đâu, chỉ có còn đường này đường đi bộ. Họ phân ra rõ ràng. Không nhìn cái cây nó đổ bằng nó che. Oh, the big tree cover the road. Let's ask with you. Mình đi hết cái công viên rồi, bây giờ lại đi trên phố. Các phố này cũng ở gần nhà, nhưng mình chẳng biết đường nào cả. Chỉ biết là ông chồng mình đã đi thôi. Khu phố này toàn những tòa nhà khu cổ xây bằng gạch, không quá cao, toàn gạch đỏ đây. Buổi sáng em vừa đi qua đây này. Bây giờ đi đâu nữa thì không biết. Thiết kế các cái dãy nhà ở đây nó có cái kiểu như là đằng trước người ta thiết kế được một chút sân để trước mặt đi để trồng cây nằm cạnh. Còn khu này là từng chồng mình bảo là phục vụ cho quân đội gì đấy, bây giờ họ chuyển đổi thành cái gì cũng chẳng biết. Nhìn nó xây bằng gạch đỏ này, trông nhìn nó cổ kính, rất là hay nhỉ. These buildings are newer. Newer? You can see this is new. But they still use a red brick to build that. They just keep the style, the same style. Chỗ này thì không phải nhà cổ đâu, nhà gạch mới đấy. Nhưng mà người ta cứ xây cả cái khu phố thì một cái kiểu màu gạch cho nó giống nhau ấy, cho nó kiến trúc có đồng đều. It's a law here, where they build new Park Slope Armory. Can we go in? No. Park Slope, Park là công viên, kiểu chắc là đi được ấy nhỉ? I think we allow people to come in. In Vietnam, if we heard a park, it seems like something public. You can come in and visit and come in there. It's made very old style, even the new building. Mình thấy nó sạch ghê cơ. Ở đây mình thấy cái kiểu không gian kiến trúc về phố này đẹp. Trồng hoa, trồng cây cối, dễ chịu. Mà không hiểu sao mình thấy đường phố đây nó không khói bụi như ở Việt Nam, rất nhiều ô tô nhá. I don't know why there are a lot of cars, but I don't feel a lot of the dust going to the air. I feel clean. Mình đi cả ngày về rửa mặt mãi mới tí ra một tí bụi thôi. Nó không bị bụi bẩn như ở Hà Nội. Các thành phố lớn Việt Nam thì bụi bẩn lắm, không hiểu sao nhỉ. Đây là do vì Hà Nội thì vẫn còn nhiều nơi xây dựng quá, thành ra nó vẫn bụi bẩn. Chứ ở đây không thấy mấy công trình xây nhà đâu. I don't see they do a lot of construction in the city. They just the maintenance, not new the construction. Depends where. This area. This area, yeah. Not so much construction. Buổi nay là buổi chiều đi bộ tập thể dục. I have the feeling we are working like doing the gym. Huh? I have feeling we are working for doing the gym outdoor. Kiểu đi bộ này thay vì đến phòng tập ấy, thì đi bộ 1-2 tiếng vậy. Mình vừa chê ông chồng mình đó là anh có xem bản đồ trước khi đi không đấy? Từ đấy ông đi rất là tự tin, không thèm nhìn cái gì cả. Chắc là ông nghiên cứu bản đồ rồi. Mà khả năng định hướng, định vị của ông cũng tốt hơn mình ý. Buổi sáng này lúc đi Costco này thì mọi chiều dậy đi qua cái con phố mà có nhiều hàng cây này cho dễ mình ngắm cảnh. Wow, I like this. I like the building like that. It's a little old but very old house. Can you take the picture of me here?
Do you think it's expensive for this house? Oh, they cost millions of dollars. Really? Even smaller than? Yes. Oh, chồng mình bảo mấy cái nhà trong cổ cổ đấy thôi mà toàn triệu đô đấy, chứ không có giá rẻ đâu nhá. Đây, con phố mình đang đi này. Thích nhỉ? Tưởng tượng xem mà một tháng nữa thôi bắt đầu lá nó chuyển màu, đây rất là đẹp. Tự nhiên mỗi lần nghĩ đến lá chuyển màu thì mình nghĩ đến lúc mình ở Cali chơi. Ôi, cái đường nhìn ngọc đường, cây vàng, cây xanh, cây đỏ, cây tím, nó lại khá là đổi đủ các màu, nhìn đẹp thiên thần luôn. Lúc đấy chỉ đi bộ trên dọc đường cũng thấy đẹp chứ chưa chạy làm gì cả. Còn đây là ở New York mới là đầu thu, vẫn còn nắng. Như là chỉ có cây xanh thôi, chưa thấy cây chuyển màu đâu. It's hot now. When you wander under the sun, you want to take me the street with the building like that? You like the old building? Yeah, but these ones are different. Really? Different style. Wow. Okay, I have to feel that. Mọi người nhìn sang bên đường nhé. Một kiểu kiến trúc cổ ở Mỹ. It's a wood house. Yeah, they're wood. How can they mention the house? The bricklayer eat some the worm eating the wood. I don't know. Oh, I like this hat. Quay phim lâu phải dùng nhiều các cái stick ấy, cái que để mà cậy tự sướng ấy, thì nói chung là mình rút ra nhiều kinh nghiệm. Cứ phải trả một giá nào đấy thì mới có được những kinh nghiệm quý báu. Như mình đây, mình dùng ba cái loại stick khác nhau thì cuối cùng mình đang dùng cái mới nhất, vừa mới đập hộp ngày hôm qua xong, cái mình đang dùng đây thì nó rất dài, rất là vững chãi, là tốt nhất. Không cần đừng dùng cái xoay xoay cục cục như cái trước của mình, của GoPro nó nhanh hỏng lắm. Còn cái này thì mình nghĩ sẽ rất là lâu đây. Vừa dài, vừa quay được phim xa, vừa nhìn được overview từ trên xuống dưới. Ảnh cũng đã hơn, quay mặt mình có đỡ bị sát màn hình quá. Nói chung là ổn, cứ phải trả phí thì mới có được những kinh nghiệm thì báo được. Và mình dùng camera lâu thì mình sẽ biết là mình cần cái gì. Đây là tư vấn cho mọi người, cũng phải tùy theo nhu cầu sử dụng của từng người nữa. Đi xong chuyến này về mình đen thui luôn ấy. Mình có đi hơn 12 ngày thôi, chắc về mình thành cục súng luôn. Con đường trước mặt đẹp quá ha. Beautiful road. Này, ánh nắng đang chiếu xiên, khoảng 4 giờ chiều rồi. Nhìn đẹp quá nhỉ. Mình nghĩ mùa đẹp nhất vẫn là mùa thu, lúc lá cây đổi màu, khung cảnh nó mới đa dạng hơn, sắc màu hơn. Còn mùa hè với mùa đông thì màu nó sẽ tương đối giống nhau. Mùa hè thì sẽ có nắng vàng, và mùa đông thì khung cảnh nó hơi u ám một chút vì cây nó rụng hết lá và thời tiết nó lạnh. Chúng là ông dẫn mình đi đâu chơi đây? Thì từ nãy giờ bắt đầu thấy mỏi chân rồi đấy. Nice to ride. How's it going? Good. Have a nice day. They can make the barbecue here. Nobody's stopping you and complain about the flavor of smoking. I don't think people would complain. This is old street. Wow. For sale. For sale? Okay. It's nice. If you're rich, you wouldn't buy that house. Me? I'm not sure about that. Why? I don't know if I would choose to live in America. Live here. No, I think you're rich. Even if I were rich, I don't know if I would choose this what? Street, this house. Well, because there's lots of places, you it's know. It's higher street here. Do you want to, how close is the subway? You have to walk away from the subway. I'm not sure where the subway is. Some, I mean, it's somewhere around here. I just don't know exactly. What is quiet street? And it's a quiet street, but, you know, parking. If you have a car, you have to think about parking. I think I would have the bicycle. I wouldn't have a car in New York. I would use the bicycle, baby. Yeah, I would use a bicycle. Because the bicycle allowing to get in the subway. In the subway, I mean, there's subway everywhere. Surely I will drive the bicycle. Khu phố này đẹp. Chồng mình đấy, vừa nói chuyện. Chưa chắc còn dâu đã thích ở đây. Bởi vì còn không biết nó có gần trạm tàu điện ngầm không. Mình thì nếu mà sống ở đây thì mình sẽ chỉ cần sắm cái xe đạp thôi. Xe đạp đạp ra tàu điện ngầm rồi bắt đầu. Sau đó thì cứ thế là xách xe đi khắp nơi vẫn. Where? We almost coming? The final destination? Yes. Okay, I'm wasting what it might be surprised by there. This is a long walk. I didn't realize how far we were walking, but... When we come back by walking or by subway? We will walk back as well. Thank you.
Thank you.